Pháp Vương Vô Thượng Tôn Tam Giới Vô Luân Thất Thiên Nhân Chi Đạo Sư Tứ Sanh Chi Tự Phụ. Những niệm quy năng diệt pháp kỳ nghiệm xưng dương nhược tăng thang ứng kiếp mạc năng tăng. Nâng a lệ sở lệ tánh không tịch này cảm ứng đạo giáo nan này tư nghi ngã thứ đạo tràng ấy như để cho mà phương chư phật ấy anh hiền trung ngã thân anh hiền chư phật tiền đầu diêm tiếp tục mà quy tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chỉ tâm đành Phổ Hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hồi tướng Phật Bồ tâm đảnh lễ nam hai mô thấy phương cần làng thế giới đại từ đại bi di đà phật đại bi hai chúng ấy bồ tát
chiên đàn hai ngàn lơ nhiệt danh hương gia vô tự mẫu lượng vô ương hóa nội đã tan lương ấy chí tâm kiên tương ấy những chú biển thầm phương ấy nam mô Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Thiền thủ thiền nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hăng ra đắng na đa ra dạ dạ. Nam mô a di đà bà lô yên đế thương bát ra dạ bồ đề tát a đoa bà dạ. Ma ha tăng đó ma ya ma ca lô ni ca giang thác ban ra vạn về số đát na đát tòa. Nam mô tăng kiên lần đó y mong a di đà bà lô kiên đế thác phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra tăng đề đề ma ha bạn đa sa mê tăng ba tha đạo vua bằng a thề dựng tăng bà tăng đà na ma bà già ma phàng đàn đồng na đề tăng a ba lô e lô ca đề ca ra đề nhi e đi ma ha bồ đề tăng đoa tăng bà tăng bà ma câu lo câu lo kiến mong đỡ lo phan xa gia đế ma ha pha xa gia đế đà ra đi ri ni thân phật ra gia gia ra gia ra ma phật ma ra mùng đề lên y hê di hê thất na ra sanh phần ra xa lời và xa pha xâm phần ra xa gia hô lô lô ma ra hô lô hê đi ta ra tân hê đi tô rô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đề đi gia na ra cân hê đi địa đi sắc đi na ba gia ma na ta ba tân đà dạ ta bà ma tân đà dạ ta bà ham tân đà vừa nghe tân vang ra dạ ta bà ha na ra cấn trì ta bà ma ra na ra ta bà tân ra tân a mùng khứ dạ ta bà ham ta bà ma ha tân đà dạ ta bà ma ba lợi thắng ni ra ya ta ba ha. Nam mô ấn ra đắng na đa ra ya ya. Nam mô a di đà bà lô yên đế thức a ban ra ya ta ba an tấn điện đồn mang đa đa ban đa ya ta ba an tấn điện đồn mang đa ra ban đa ya ta ba Nam mô Bổn Sư
chúng
sanh nhờ đắng nhờ xưng danh và ư tư oán ta đương đăng giải thoát. Chúng thường nhờn vẫn có phá thân ngôn Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát xưng kỳ danh cô tân đắng giải thoát vô tận y Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tăng. Hoài thần chi lực nguy nguy như thế nhược hư chúng sanh đã dâm vô thường niệm cung kinh Quán Thế Âm Bồ Tát tiền đắng ly dục nhược đa sân nhuế thường niệm cung kinh Quán Thế Âm Bồ Tát thường đắng ly sân nhược đa ngũ si thường niệm kinh Quán đa sơ nhiều ấn thế có chúng sanh thường ứng tâm niệm nhường ưu nữ nhân thiên dụng cầu nam lễ bái cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát tiền sanh phương đức trí huệ chi nam thiên dụng cầu nữ tiền sanh đoán chánh ưu tướng chi nữ tung thần đức bốn tầng y Quán Thế Âm Bồ Tát hữu như thị lực nhường hữu chúng sanh cùng kính lễ bái Quán Thế Âm Bồ Tát phước bấn đường quyền thì có chúng sanh giai ưng thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu vô tận y nhường hữu nhân thọ trì lục thập nhị Hà Sa Bồ Tát danh từ phục thân hình cung dường âm thân ý vong hòa của ý dược nhớ ý vấn hà thị thiên nam tứ thiền nữ nhân công đức đa phú vô tận ý ngôn thầm đa thế tôn Phật ngôn nhờ phong hữu nhân lắm đương thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu này chí nhân thời lệ bái cúng dường thì nhị nhân phước chánh đắng vô dị ư ba thiên vàng ưng kim bằng ca cùng tăng vô tận ý thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát đắc như thì vô lượng vô biên phước đức chi lời vô tận y vô tán bánh phần ngôn thế tôn Quán Thế Âm Bồ Tát văn hà vô thứ ta bà ơi giới văn hà nhi vị chúng sanh thuyết pháp phương tiện chi lực kỳ sự văn hà phần cáo vô tận y bồ thiên nam tử như hứa quang độ chúng sanh ứng vì Phật thân đăng độ gia Quán Thế Âm Bồ Tát tấn hiện phần thân nhi vì thuyết pháp ứng vì bích chi Phật thân đăng độ gia tấn hiện bích chi Phật thân nhi vì thuyết pháp ứng vì thanh văn thân đăng độ gia tấn hiện thành văn thân nhi vị thuyết pháp ứng di phạm vương thân đăng độ gia tấn hiện phạm vương thân nhi vị thuyết pháp ứng di đế thích thân đăng độ gia tấn hiện đế thích thân nhi vị thuyết pháp ứng di từ tại thiên thân đăng độ gia tấn hiện từ tại thiên thân nhi vị thuyết pháp ứng di đại từ tại thiên thân đắng độ giam từng hiện
đại từ tại thiên thắng nhi vị thuyết pháp ưng di thiên đại tướng quân thân đắng đồ gia thân hiện thiên đại tướng quân thân nhi vị thuyết pháp ưng di tỳ sa môn thân đắng đồ gia thân hiện tỳ sa môn thân nhi vị thuyết pháp ưng di tiểu vương thân đắng đồ gia thân hiện tiểu vương thân nhi vị thuyết pháp ưng di trưởng gia thân đắng đồ gia thân hiện trưởng gia thân nhi vị thuyết pháp ưng di cư sĩ thân đắng đồ gia thân hiện cư sĩ thân nhi vị thuyết pháp ưng di tế quan thân đắng đồ gia thân hiện tế quan thân nhi vị thuyết pháp ưng di bà la môn thân đắng đồ gia thân hiện bà la môn thân nhi vị thuyết pháp ưng di tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di thân đắng đồ gia thân hiện tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di thân nhi vị thuyết pháp ưng di trưởng gia cư sĩ tế quan bà la môn phụ nữ thân đắng đồ gia thân hiện phụ nữ thân nhi vị thuyết pháp ưng di đồng nam đồng nữ thân đắng đồ gia thân hiện đồng nam đồng nữ thân nhi vị thuyết pháp ưng di thiện long gia xoa càng tăng bàm a tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đẳng thân đẳng đồ giả thân dài hiện chi nhi vị thuyết pháp ưng di chấp kim cang thần đẳng đồ giả thân hiện chấp kim cang thần nhi vị thuyết pháp phò tận ý thì văn thế âm bồ tát thành tựu nhờ thế công đơ di chúng chúng hình dù chư quốc đồ đồ thoát chúng sanh thì có như đằng ưng đương như cái tâm cúng dường quan thế âm bồ tát thì quán thế âm bồ tát ma ha tát ư bồ uy cấp nàng chi trong năng thi vô ý thì cổ thư ta bà thế giới giai hiệu chi phi thi vô ý dạng vô tầng y bồ tát bành phật ngôn thế tôn ngà kim đương cúng dường quan thế âm bồ tát tức giải cảnh chúng bảo châu anh là gia trì bá thiên lương kim nhi dị dự chi tán thi ngôn nhân già thọ thơ phẩm thi trang bảo anh là tài quan thế âm bồ tát bất khăn thọ chi bồ tát ý phụng bạch quan thế âm bồ tát ngôn nhân già mừng nga đắng có thọ thứ anh làm nhi thời phàm ca quán thế âm bồ tát đương mừng thư vô tận ý bồ tát cầm từ chúng thiên long và xoa càng thắng bà tu la ca lâu la khấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đẳng có thọ thử anh là tức thời quan thế âm bồ tát mừng chư tư chúng cầm ư thiên long nhân vi nhân đẳng thọ kỳ anh làng phân tác nhị phân nhân phân phong thinh ca mơ ni phật nhờ phân phụng đa ba phần tháp vô tận y quan thế âm bồ tát hữu như thị từ tài tận lực du ư ta bà thế giới nhị
thời Bồ Tát nghe Bồ Tát Di Kệ Văn Vê Thế Tôn Diệu Tướng Cụ Ngã Kim Trùng Vân Bí Phật Tứ Hà Nhân Duyên Danh Vĩ Quán Thế Âm Cụ Túc Diệu Tướng Tôn Kệ Đàm Bồ Tát nghe Như Thánh Quang Âm Hành Thiện Ưng Chư Phương Sa Hoàng Thề Thăm Như Ái Linh Kim Bất Tư Nghị Thị Đa Thiên Ưng Phân Phan Đại Thánh Tịnh Nguyện Ngà Vì Như Lừa Phía Văn Danh Cầm Kiến Thân Tâm Niệm Bất Không Quá Năng Diệt Chư Hư Khổ Gia Sứ Hưng Hài Ý Thôi Làng Đại Hoa Canh Niệm Bi Quán Âm Lờ Hoa Canh Biên Thành Trì Hoàng Phiêu Lưu Cự Hải Long Ngư Chư Quý Nàng Niệm Bi Quán Âm Lực Ba Làng Bất Một Hoàng Tài Thu Di Phong Vì nhận sơ thôi đoà niệm bế quan âm lần Như nhận hư không trô hòa bi án nhân trục đoà là kim can sơn Niệm bế quan âm lần bất năng tồn nhân mong Hoàng kỳ oan tăng nhiễu ca trăm đao gia hài niệm bi quan âm lần hàm tấn khơi tự tâm hoàng tạo vương nàng khổ lâm hình dùng thọ chung niệm bi quan âm lần đao tầm đoan đoan hoài hoàng tu cấm gia toa thu túc bị nữ giới niệm bi quan âm lờ thích nhiên đắng dài thoa chú trớ chư độc vừa sợ dục hai thân giam niệm bi quán âm là hoàng trước ở bọn nhân hoàng ngộ án là xá đồng long chư quỷ đặng niệm bi quán âm lần thời tăng bất cảm hai nhược an thú vi nhiều lời nhà trao tha bôn niệm bi quán âm là tàu tấu vô biên phương hoang xa cầm phục khi đồng yên hóa nhiên niệm bi quán âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vâng lôi cô xiết điện giang bà chùa đại vô niệm bi quán âm lớn ưng thời đặng tiêu ta chúng sanh bị khổng anh vô lượng khổ bức thân quán âm diệu trí lần năng cứu thế gian cô cụ túc thần thông lần Hoàng thù tri vương tiền thăm phương chư quang đồ vô xá ban hiền thần chúng chung chư an thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư có gì tìm tất linh diền Chân quán thanh tình quán quán đại trí huệ quán bi quán cầm từ quán thường nguyên thường chìm ngưỡng vô cấu thanh tình quán huệ nhập phá chư ám năng phùng tai phòng hòa vô minh chiếu thế gian. Vì thế giới lôi chân tư diệu đại vân chú cam lộ phạm vô diệt trừ phiền não dìm tranh tùng kinh quan sư bố ý quân trần trung niệm bi quan âm lực chung oan tân thôi tăng. Diệu âm quan thế âm phạm âm hai triệu âm thăng bi thế gian âm thế cô tu thường niệm niệm và sanh nghi quán thế âm tình thanh ư khổ nào tự anh năng vì tăng y hộ cô nhưng thế công đơn tự nhàn thì chúng sanh phước tu hại vô lượng thì cố ứng đánh lèn nhi thời trì địa bồ tát ta thông tòa khởi tiền bàn phật ngôn thế sanh văn thì quán thế âm bồ tát phẩm từ tại chi nghiệp phổ môn thì hiện thân thông lực giam đường trì thế nhãn không đời
thân ba thế và thuế thế võ môn văn thời chúng trung bát hoàng tứ thiên chúng sanh giải pháp vô đẳng đẳng a nậu đà la tam miêu tam bồ đề tâm diệu pháp liên hoa kinh quán thế âm bồ tát phổ môn phạm chân ngôn viên an đa rì đa rì đốn đa rì đốn đốt đa rì ta bà hà an đa rì đốn đa rì đốn đốn đa rì ta bà hà an đa rì đốn đa rì đốn đốn đa rì ta bà hà lùng từ đại minh chân ngôn án ma ni ba chi hồng ăn ma ni bác di 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 hồng ăn ma ni bác di
Bát Di Hồng Ấn Ma Ni 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 Bát Di Hồng Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Biến Thông Ấy Thầm Nhi Đại Nguyện Phổ Thế Tâm Dung xa xa hiện vô cùng Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại
Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Sanh tự thi không không tương thi sanh thọ tương hành thân di phụng như thì xá lợi tự thi chư phá không tương bớ sanh bằng gì bận câu bất tình bằng tăng bằng giam thì cố không trung vô sắng vô tòm tương hành thơ vô nhang nhị tí thì thăng ý vô sa thịnh hương vì xung phá vô nhang giới này chi vô ý thức giới vô vô minh diệt vô vô minh tầng này chi vô lão từ diệt vô lâm từ tầng vô vô tâm diệt đà vô tri diệt vô đăng dĩ vô sơ đăng cô bồ đề tăng đoạn cứu canh niên bàn tam thế chư phật y mạng nhà ba la mận đa cố đăng a nào đa la tam bồ đề cô tri mạng nhã ba la mận đa thi đại thân chú thì đại
mình chú thị vô thương, chú thị vô đăng, đăng chú năng trừ những thiệt khổ chân tiền bẩn hưng. Cô thuyền mang nhà ba la mừng đa chú thân thuyền chú viên yên đê y đê ba la y đê ba la tăng y đê bồ đề tăng bà yên đê yên đê ba la yên đê ba la tăng yên đê bồ đề tăng bà hăng yên đê Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đa Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đa Ya Di Ni Ya Ya Na Chi Đa Ca Lệ Ta Bà Nam Mô A Di Đà Bà Ya Đa Tha Ya Đa Ya Đa Điện Ya Tha Di Đà Đô Bà Tịnh A Di Đà Đa Tha Nam Bà Tịnh A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đa Ya na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà ya đa tha ya đa điện ya thang a di đà đô bà tề a di đà đa ta đà bà tề a di đà đa tề ca lang đế a di đà đa tề ca lang đa ya di ni ya na chi đa ca lệ ta bà A Di Đà Phật thân kim sáng ê tướng hào quang minh vô đẳng luân ê bành hào uyên kiến ngũ tu di cam mồ trần thánh tư đại hải quang trung hóa phần vô số cửa bám âm linh đăng bi ngàn ngày nam mô tây phương cần là thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đừng Quan Âm Oai Thần Long Long Cấm Thế Gian Đều Trong Danh Ngài, Chúng Sanh Anh Thái Ai Ai Khi Nào Gặp Nán Niệm Ngài Liên Quan. Quan Ai Thế Âm Cứu Khổ Độ Sanh, Nếu Ai Có Một
niệm lành. Ngài nghe tiếng chánh tới liền, vào trong bình liên miên khó cực, ngay niệm danh ngài làm tân khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày. Chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng quan vô lượng kiếp ta bà thế. Diệu thanh ấy chính là chỉ cả sao cùng tô chứng quả văn thù. Diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiện chứng thánh đền bù công lao anh. Trọn môn nhà đường vào canh Phật, lòng từ bi chân chất đáng ghi. Tôi nhỏ trí có ai bì, dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ, ai mong công thành cứu độ chúng sanh. Thời kỳ trai giới tu hành, tái động hương tính bất thành Việt Nam ơi. Một cành tiên mây lam che phủ, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh. Cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ ứng danh theo ngài. Dưới bề ngọc chia hai sớm tối, ai chào hai bên không lối đạo thầy. Luôn luôn chân chánh thần ngài, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quan Thế Âm danh là tự tại, khắp tam thiên qua lại vào chơi. Từ bi ngài muốn độ đời, mười hai đại nguyện thiên thời cao xa. Nguyện nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ miền Nam hải núi Phổ Đà. Trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn, trong một phẩm phố môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyển khen ngài. Oai thần linh hiền không hai, tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ, hay cũng là tùy ý muốn chi. Ngài liền ứng hiện tức thì, tới nơi diệu giáng cấm kỳ độ cho. Nạn ai cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường, chỉ thành đốt nén tâm hương ai vừa
một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho em. Trong khổ hải đò từ vấn đời hai bất chúng sanh đưa tới lạc ban chính từng sen bao đài vàng Di Đà thọ ký rỡ ràng thánh thời gian từ bi cơ khổ độ đời tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình Nam mô thập phương thường trụ tam bảo Nam mô thập phương thường trụ tam bảo Nam mô thập phương thường trụ tam bảo ấy Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ấy Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam mô Đại Thế Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Phụng kinh công đứng thọ thân hành vô biên thắng phước giải hồi hướng ai phổ nguyện phạm giới chư chúng sanh. Tông vạn vô lượng quang phần sáng ai nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ cho minh liễu phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ thế thế thượng hành bồ tát đạo ai nguyện sanh tây phương tịnh độ trung cửu pháp liên hoa vì phù màu hoa cài kiến phật ngộ vô sanh bất thối bồ tát vì bàn lữ nguyện gì thứ công đức phổ cầm những thế ngã đặng giữa chúng sanh giai công thành phật Tự quý Phật ấy đương nguyện chúng sanh thế giới đại đạo ở pháp vô thượng tâm. Tự quý Pháp ấy đương nguyện chúng sanh thâm nhàm kinh tạng Tự quý tăng đương nguyện chúng sanh thông lý đại chúng nhất thiết vô ngại
Đa sa nhiều ích thế có chúng sanh thường ứng tâm niệm nhường ưu nữ nhân thiên dụng cầu nam lễ bái cúng dường quan thế âm bồ tát tiền sanh phương đức trí huệ chi nam thiên dụng cầu nữ tiền sanh đoán chánh ưu tướng chi nữ tung thần đức bốn chúng nhân ai kinh vô tận y quán thế âm bồ tát hữu như thị lực nhường hữu chúng sanh cùng kinh lễ bái quán thế âm bồ tát phước bấn đường quyền thì có chúng sanh giai ưng thọ trì quán thế âm bồ tát danh hiệu vô tận ý nhường hữu nhân thọ trì lục tâm nhị ứng hằng hà sa bồ tát danh từ phổ thân hình cung dường âm thân ý vong hòa cố ý dược ư nhớ ý vấn hà thị thiên nam tứ thiền nữ nhân công đức đa phú vô tận ý ngôn thầm đa thế tôn phật ngôn nhờ phong hữu nhân lắm đương thọ trì giả quan thế âm bồ tát danh hiệu này chí nhân thời lệ bái cúng dường thì nhị nhân vừa chánh đắng vô dị ư ba thiên vàng ưng kim bấn ca cùng tăng vô tận ý thọ trì quan thế âm bồ tát danh hiệu đặc như thì vô lượng vô biên phước đức chi lời vô tận ý vô tán bánh phần ngôn thế tôn quan thế âm bồ tát văn hà vô thứ ta bà ơi giới bấn hà nhi vị chúng sanh thuyết pháp phương tiện chi lực kỳ sư vân hà phần cáo vô tận ý bồ tát thiên nam tự như hứa quan độ chúng sanh ứng vì phật thân đăng độ gia quan thế âm bồ tát tấn hiện phần thân nhi vì thuyết pháp ứng vì bích chi phật thân đăng độ gia từng hiền binh chi và thân nhi về thuyết pháp ưng di thanh văn thần đăng đồ gia tấn hiền thanh văn thân nhi về thuyết pháp ưng di phạm vương thần đăng đồ gia tấn hiền phạm vương thân nhi về thuyết pháp ưng di đế thích thân đăng đồ gia từng hiền đế thánh thân nhi vì thuyết pháp ưng di từ tại thiên thân đăng độ gia tấn hiền từ tại thiên thân nhi vì thuyết pháp ưng di đại từ tại thiên thân đăng độ gia từng hiền đại từ tại thiên thân nhi vì thuyết pháp ưng di thiên đại tướng quân thân đăng độ gia tấn hiền thiên đại tướng quân thân nhi vì thuyết pháp ưng di tỳ sa môn thân đăng độ gia tấn hiền tỳ sa môn thân nhi vì thuyết pháp ưng di tiểu vương thân đăng độ gia tấn hiền tiểu vương thân nhi vì thuyết pháp ưng di trưởng gia thân đăng độ gia tấn hiền trưởng gia thân nhi vì thuyết pháp ưng di cư sĩ thân đăng độ gia tấn hiền cư sĩ thân nhi vì thuyết pháp ưng di tế quan thân đăng độ gia tấn hiền tế quan thân nhi vì thuyết pháp ưng di bà la môn thân đăng độ gia tấn hiền bà la môn thân nhi vì thuyết
pháp ưng di tỳ kheo, tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di. Thần đặng đô giá thân hiền tỳ kheo, tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di. Thắng nhi về thuyết pháp ưng di trường giá cư sĩ tế quan bà la môn phụ nữ thân đặng đô giá. Thần hiền vô nữ thân nhi về thuê pháp ưng nhi đồng nam đồng nữ thân đắng đồ gia. Thần hiền đồng nam đồng nữ thân nhi về thuê pháp ưng nhi thiên long gia xoa càng tăng bàm. A tu la ca lầu la khấn na la ma hậu la già nhân phê nhân đăng thân đăng đồ giả thân dài hiền chi nhi vì tuệ pháp mừng nhi chấp kim cang thần đăng đồ giả thân hiền chấp kim cang thần nhi vì tuệ pháp phò thần y thì vắng thế âm bồ tát thành từ nhờ thế công đơ di chúng chúng hình dù chư quốc đồ đồ thoát chúng sanh thì có như đàn ngưng đương như cái tâm cúng dường. Quán thế âm bồ tát thì quán thế âm bồ tát ma ha tát ư bồ uy cấp nàng chi trong năng thi vô ý thì cô thư ta bà thế giới giai hiệu chi phi thi vô ý dạng. Cô tần y bồ tát bành phật ngôn thế tôn ngà kim đương cúng dường quan thế âm bồ tát tức giải cảnh chúng bảo châu anh là gia trì bá thiên lương kim nhi dị dự chi tán thi ngôn. Nhân già thọ thơ phẩm thi trang bảo anh là tài quan thế âm bồ tát bất khăn thọ chi bồ tát y phụng bạch quan thế âm bồ tát ngôn nhân già mừng nga đắng có thọ thứ anh làm. Nhi thời phần ca quán thế âm bồ tát đương mừng thư vô tận ý bồ tát cầm từ chúng thiên long và xoa càng thắng bà tu la ca lâu la khấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đặng có thọ thử anh là tức thời quán thế âm bồ tát mừng chư tư chúng cầm ư thiên long nhân phi nhân đắng thọ kỳ anh làng. Phân tác nhị phân nhân phân phong thinh ca mơ ni phật nhờ phân phụng đa ba phần tháp vô tần y quang thế âm bồ tát hữu như thì từ tài thần lực du ta bà thế giới. Nhị thời vô tận nghe bồ tát di kệ vẫn việc thế tôn diệu tướng cụ ngã kim trùng vân bí phật tứ hà nhân duyên danh vị quán thế âm cụ túc diệu tướng tôn kệ đám vô tận nghe như thánh quang âm hành thiện ứng chư phương sa hoàng thề thăm như ái lên kim bất tư nghị thị đa thiên ứng phân phan đại thánh tình nguyện. Ngà vì như lừa thuyết văn danh cầm kiến thân tâm niệm bất không quá năng diệt chư hư khổ gia sứ hưng hài ý thôi làng đại hoa khanh. Niềm bi quán âm lờ hóa canh biên thành trì hoàng phiêu lưu cử hải lòng ngư chư quý nàng. Niềm bi quán âm lực ba làng bất năng một hoàng tài thu di phong. Vì nhận sơ thôi đoà niềm bi quán
kim cang sơn niềm bi quán âm lần bất năng toàn nhất mau. Hoàng trì hoàng tận nhiễu ca trăm đao gia hài niềm bi quán âm lần hàm tấn khơi từ tâm hoàng tạo vương nàng khổ lâm hình dùng thọ chung niềm bi quán âm lần. Đao tầm đoan đoan hoài hoàng tu khâm gia toa thu túc bị nữ giới niềm bi quán âm lờ thích nhiên đắng dài thoa chú trớ chư độc vừa sợ dục hai thân giam. Niềm bi quán âm lờ hoàng trước bọn nhân hoàng ngộ án la xá đồng long chư quỷ đặng niềm bi quán âm lần thời tăng bất cảm hai nhược an thú vi nhiều lời nhà trao tha bôn. Niềm bi quán âm lờ tàu tấu vô biên phương hoang xa cầm phục ý khi đồng yên hóa nhiên niềm bi quán âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vân lôi cô xiết điện. Giang bà chùa đại vô niềm bi quán âm lớn thời đàn kêu ta chúng sanh bị khổng anh vô lượng khổ bức thân quán âm diệu trí lần năng cứu thế gian khô cụ túc thần thông lần. Hoàng thù trí vương tiền thăm phương chư quân đồ vô xá băng hiền thần chúng chúng chư án thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư có gì tìm tất linh diện. Chân quán thanh tình quán quán đại trí huệ quán bi quán cầm từ quán thường nguyên thường chìm ngưỡng vô cáo thanh tình quán huệ nhập khóa chư ám năng phùng tai phong hòa hồ minh chiếu thế gian. Vì thế giới lời chân từ diệu đại vân chú cam lộ phạm võ diệt trừ phiền não dìm tranh tùng kinh quang sư bố ý quân trần trung niềm bi quán âm lực chung oan tân thôi tăng. Diệu âm quang thế âm phạm âm hai triệu âm thăng bi thế gian âm thế cô tu thường niềm niệm niệm và sanh nghi quán thế âm tình thanh ư khổ nào tự anh. Năng vì tán y hộ của những thế công đơn tự nhàn thì chúng sanh phước tu hại vô lượng thì cố ứng đánh lèn. Nhi thời trì địa Bồ Tát Tơ Tông tòa khởi tiền bàn Phật ngôn thế tôn nhược hư chúng sanh văn thì quán thế âm Bồ Tát phẩm từ tại chi nghiệp phổ môn thiền thân thông lực giam. Đường trì thế nhãn cao đứng ba theo và thuế thế phổ môn phân thời chúng trung bát vạn tứ thiên chúng sanh giải pháp vô đẳng đẳng a nậu đà la tam miêu tam bồ đề tâm. Diệu pháp liên hoa kinh quán thế âm bồ tát phổ môn phạm chân ngôn viên an đa rì đa rì đốn đa rì đốn đốt đa rì ta bà hà an đa rì đa rì đốn đa rì đốn đốn đa rì ta bà hà an đa rì đa rì đốn đa rì đốn đốn đa rì ta bà hà lùng từ đại minh chân ngôn án ma ni ba chi hồng 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 án ma ni ba chi hồng.
ma ni ba di ông ăn ma ni ba di hồng 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 ba di hồng ăn ma ni 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 ba di hồng ăn ma
ni ba di hồng ăn ma ni ba di hồng ăn ma ni ba di hồng ăn ma ni ba di hồng ăn ma ni ba di hồng ăn ma ni ba di hồng Quang Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Viên Thông Ai Thầm Nhi Đại Nguyện Thế Hoàng Thâm Ma Có Hai Phim Tự Phong Phổ Thế Tâm Dung Xa Xa Hiện Vô Cùng Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát.
Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Ma Ba Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kính Quang Tự Tại Bồ Tát. Hành Thăm Ba Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiều Kiên Ngô Ứng Giai Không Độ Những Thế Vô Ánh Xa Lợi Tư Sanh Bấn Vì Không Không Bấn Vì Sanh. Sanh thực thì không, không tương thì sanh, thọ tương hành thân diệt phụng như thì xá lợi tử thì chư phá không tương bớ sanh bằng diệt bất câu bất tình bằng tăng bằng giam thì có không trung vô sắng vô tòm. Tương hành thơ vô nhang nhị tí thì thăng ý vô sa thịnh hương vì sông phá vô nhang giới này chi vô ý thân giới vô vô minh diệt vô vô minh tầng này chi vô lão từ diệt vô lâm. Từ tầng vô vô tâm di đà vô tri di vô đăng di vô sơ đăng cô vô đề tăng đoạn cứu cánh niên bàn tam thế chư Phật. Y bằng nhà ba la mật đa cố đăng a nào đa la tam miêu tam bồ đề cô tri bằng nhà ba la mật đa thi đại thần chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đăng đăng chú năng trừ những thiết cô chân tiền bấn hưng. Cô thuyền mang nhà ba la mừng đa chú thân thuyền chùa viên yên đế y đế ba la y đế ba la tăng y đế bồ đề tăng bà yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà hăng yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà hăng. Nam mô A Di Đà Bà Già Đà Tha Già Đà Già Đà Điên Già Tha Di Rì Đô Bà Tì A Di Rì Đà Tấn Đàm Bà Tì A Di Rì Đà Tì Ca Lăng Đê A Di Rì Đà Tì Ca Lăng Đê Già Di Nì Già Già Na Chí Đà Ca Lê Ta Bà. Nam Mô A Di Đà Bà Già Đà Tha Già Đà Già Đà Điên Già Tha Di Rì Đô Bà Tì A Di Đà Tấn Đàm
tỳ ca lang đa di đi na tỳ ca lang đa ya di ni ya ya na chi đa ca lê ta ba nam mô a di đà ma ya đa tha ya đa điện nhà thang a di đi đô ba tê a di đi na ta đa ma tê a di đi đa tỳ ca lang đa a di đi tỳ ca lăng đa dạ di ni dạ dạ na chi đa ca lệ ta ma ha a di đà phật thân kim sang ê tướng hảo quang minh vô đẳng luân ê bành hào uyên kiến ngũ tu di cảm mộ trưởng thánh tư đại hải quang trung hóa phần vô số ứng hóa bồ tát chúng diệt vô biên tứ thâm ba nguyện độ chúng sanh cử bám âm linh đăng bi ngàn ngày nam mô thầy phương cần là thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 a di đà phật nam mô
trọn môn nhà đứng vào cánh Phật, lòng từ bi chân chất đáng ghi. Tuổi nhỏ trí có ai bì, dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ, ai mong công thành cứu độ chúng sanh. Thời kỳ trai giới tu hành, tái động hương tính Bắc thành Việt Nam. Một cành tiên mây lam che phủ, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh. Cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ ứng danh theo ngài. Dưới bề ngọc chia hai sớm tối, ơi chào hai bên không lối đạo thầy. Luôn luôn chân chánh thần ngài, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quan Thế Âm danh là tự tại, khắp tam thiên qua lại vào chơi. Từ bi ngài muốn độ đời, mười hai đại nguyện thiên thời cao xa. Nguyện nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ miền Nam hải núi Phổ Đà. Trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn, trong một phẩm phó môn thì hiền. Đức Như Lai thuật chuyển khen ngài, oai thần linh hiền không hai. Tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu, nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cũng là tùy ý muốn chi. Ngài liền ứng hiện tức thì, tới nơi diệu giáng cấm kỳ độ cho. Nạn ai cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường, chỉ thành đốt nén tâm hương. Ai vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền, những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy. Đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quản này. Một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho em. Trong khổ hải đò từ vấn đời, bớt chúng sanh đưa tới lạc ban. Chính từng sen bao đài vàng, Di Đà thọ ký rỡ ràng thánh thơi. Từ bi cứ khổ độ đời, tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, Nam mô tha phương thường trụ tam bảo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Phụng Kinh Công Đức Thù Thân Hành Vô Biên Thắng Phước Giải Hồi Hướng Ai Vô Nguyện Phạm Giới Chư Chúng Sanh Tông Vạn Vô Lượng Quang Phần Sáng Ai Nguyện Tiêu Tam Chương Trừ Phiền Não Nguyện Đăng Trí Huệ Chợ Minh Liễu Phổ Nguyện Tội Chương Tất Tiêu Trừ Thế Thế Thượng Hành Bồ Tát Đạo Ai Nguyện Sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Ma Cửu Pháp Liên Hoa Vị Phù Mâu Hoa Cài Kiến Phật Ngộ Vô Sanh Bất Thối Bồ Tát Vi Bằng Lữ Nguyện Dị Thư Công Đức Phổ Cầm Nhật Thiên Đặng Giữ Chúng Sanh Giai Công Thành Phật Đạo. Tự quy Phật đường nguyện chúng sanh thế giới đại đạo ở pháp vô thượng tâm. Tự quy pháp đường nguyện chúng sanh thâm nhàm kinh tạng trí huệ như hải. Tự quy tăng đường nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiên vô ngại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành này phân đạo. Bất di hồng ngang ma ni 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 bất di hồng
ăn ma ni văn di ông ăn ma ni văn di ông ăn ma ni ba 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 di ông Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Viên Thông Ấy Thầm Nhi Đại Nguyện Phổ Thế Tâm Dung xa xa hiện vô cùng Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam
mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.
Ma ba nhà ba la mật đa tâm kính quang tự tại Bồ Tát hành thăm ban nhã ba la mừng đã thời chiều kiên ngô ứng dài không độ những thế khổ ánh xa lời tư sanh bấn gì không không bấn gì sanh sanh thờ thì không không tương thì sanh thọ tương hành thân về phụng như thì xa lời tự thì chư phá không tương bớ sanh bân về bân câu bất tình bân tăng bân giam thì có không trung vô sắng vô toàn tương hành thờ vô nhang nhị tí thì thân ý vô sa thịnh hương vì sông phá vô nhang giới này chi vô ý thức giới vô minh diệt vô minh tầng này chi vô lão từ diệt vô lâm từ tầng vô có tâm diệt đà vô tri diệt vô đăng dĩ vô sơ đăng cô bồ đề tăng đoạn cứu cánh niệm bàn tam thế chư phật y mạng nhà ba la mật đa cố đăng a nào đa la bằng nha ba la mận đa thi đại thần chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đăng đăng chú năng trừ nhân thiết cô chân thiền bấn hương cô thiền bằng nha ba la mận đa chú thân thuê chú viên yên đế đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế Di đi đa thì ca lăng đa di đi đa thì ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đa bà ya đa tha ya đa điện ya tha di đi đô bà tìm a di đi đa tha nam bà tìm a di đi đa thì ca lăng đa ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà ya đa tha ya đa điện ya tham a di đà đô bà tề a di đà đa ta đà bà tề a di đà đa tề ca lăng đế a di đà đa tề ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lệ ta bà hằng a di đà phật thân kim sang ê tướng hảo quang minh vô đẳng luân ê bành hào uyên kiến ngũ tu di cam mồ trần thánh tư đại hải quan trung hóa phần vô số ứng hóa bồ tát chúng diệt vô biên tứ thâm ba nguyện độ chúng sanh cơ bám âm linh đăng bi ngàn ngày nam mô tây phương cần là thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 a di đà phật nam mô
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô